Sự việc đau lòng vừa xảy ra với một gia đình tại Bình Dương do sự bất cẩn của chính nạn nhân dẫn đến ngọn lửa bùng cháy thiêu sống cả gia đình ba người trong sáng nay. Được biết, do nhà thuê trọ ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xa cửa hàng xăng dầu, nên vào ngày 22 tháng 12, anh T, sinh năm 1982, mang Bình đi mua 200.000 đồng xăng về dự trữ. Do lúc anh T vừa chiết xăng từ Bình vào xe vừa và hút thuốc, nên lửa bén bùng cháy tại nhà trọ. Vụ việc khiến anh T và vợ cùng con trai bị phỏng 97 đến 100%, độ 2 đến 3 toàn thân, sốc phỏng hô hấp. Riêng em trai anh K là sinh năm 2003 bị phỏng hai chân với tỷ lệ là 14%. Các nạn nhân được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, sau đó được chuyển tuyến lên bệnh viện trợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên gia đình anh T ba người lần lượt tử vong sau 14 ngày nhập viện.